Một là bạn phải có một cái hệ thống con người Mà muốn có hệ thống con người thì phải có hệ thống quy trình kinh doanh Hai là bạn phải có một tập hợp vào đám đông Có cùng sở thích có cùng vấn đề Và ba là bạn phải thấu hiểu cái đám đông đó Và thứ tư là bạn tìm ra được những cái sản phẩm Những cái dịch vụ mà để giải quyết được cái vấn đề cho đám đông đó Để mà xây dựng một công việc kinh doanh trên Internet Chúng ta cần có bốn yếu tố đòn bẩy để chúng ta tạo nên một cái doanh nghiệp ở trên internet, cái đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên đó là chính là cái nguồn lực con người. Chúng ta cần phải có một cái nguồn lực để chúng ta có thể là phát triển được một cái nhóm con người mà không phụ thuộc vào con người. Tức là ở đây chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống quy trình, một cái hệ thống nguyên tắc làm việc để mọi người cùng có thể hợp tác với chúng ta, có thể làm việc bán thời gian, có thể làm việc toàn thời gian, nhưng mà họ có thể làm việc cùng internet từ rất là nhiều địa điểm khác nhau. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải tính đến. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một vài cái phần mềm để chúng ta có thể làm việc nhóm với nhau và uh, chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà làm việc từ xa như vậy thì cái tính kỷ luật và cái tính tự giác, tính chịu trách nhiệm chính là cái yếu tố nền tảng đầu tiên mà chúng ta cần uh, cần phải có ở những nguồn nhân sự của chúng ta. Cái yếu tố thứ hai uh, thì rất là nhiều bạn ở đây thì luôn hỏi là uh, ở đây ví dụ như ở đây các anh chị sẽ thấy rằng là uh, tôi kinh doanh quần áo thì tôi làm ra sao? Uh, tôi kinh doanh spa tôi làm thế nào? Tôi kinh doanh mỹ phẩm tôi làm thế nào? thì thưa các anh chị rằng là kinh doanh cái sản phẩm gì thì đó không phải là một công việc kinh doanh đó chỉ là một trong các khía cạnh của công việc kinh doanh ở đây chúng ta xây dựng một cái nền tảng kinh doanh trên internet thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải tính đến đó chính là cái khách hàng thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái khái niệm mà để làm cho chúng ta mơ hồ ấy đó là xây dựng thương hiệu thế nào hay là xây dựng nhân hiệu thế nào thì tất cả những cái điều này đều sẽ làm cho chúng ta trở nên rất là mơ hồ thế thì cái yếu tố chính ở đây đó chính là chúng ta chỉ cần hiểu thế này trên internet thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một tập hợp khách hàng tiềm năng, tức là những cái người này có khả năng mua hàng của chúng ta và sẵn sàng chi trả tiền cho những cái điều mà họ muốn mua. Thế thì ở đây cái thứ nhất là không phải bán quần áo. Thế thì ở đây nó có một cái là các anh chị luôn luôn bắt đầu một cái tư duy là kinh doanh sản phẩm. Bởi vì mình đã nhìn thấy ai đó kinh doanh cái sản phẩm đó thành công, cho nên là mình kinh doanh cái sản phẩm đó. Hoặc cũng có thể là mình đã nhìn thấy hoặc là mình đã từng học về cái ngành kinh doanh đó, cho nên là mình lại kinh doanh cái ngành đó hoặc cũng có thể là mình đã từng đi làm thuê cho ai đó về cái ngành đó giờ mình ra và mình tự làm cái ngành kinh doanh đó thì cái điều này nó không có gì là sai cả nhưng mà khi chúng ta làm một cái ngành kinh doanh bởi vì chúng ta nhìn thấy ai đó làm một cái ngành đó thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta không thể có cái khả năng sáng tạo để mà thích ứng được với cái sự thay đổi của thị trường nên là khi mà cái sự thay đổi của thị trường cái là chúng ta bị kẹt ở trong cái sản phẩm của mình ta lấy ví dụ như là bây giờ với cái thế này thì cái giãn cách xã hội là một cái điều đương nhiên chúng ta phải làm và khi mà giãn cách xã hội như vậy thì nó sẽ có một cái việc là một số cái ngành nó nó phải sẽ phải biến mất và một cái số ngành mới nó sẽ xuất hiện và thậm chí nó lên ngôi. Thế thì với một cái cái tư duy kinh doanh thì chúng ta phải thích ứng ngay với cái sự biến đổi này. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ những cái ngành kinh doanh mà nó nó có thể biến mất trong tương lai và chúng ta phải dấn thân vào phải đi vào những cái ngành kinh doanh mới. Và cái tư duy ở đây là chúng ta không không bỏ ngay à, những cái ngành kinh doanh đang ra tiền mà tất nhiên là nó sẽ dần dần nó giảm sút cho nên là chúng ta cũng phải sẵn sàng cho một cái lĩnh vực kinh doanh à, mới. Vậy thì ở đây không phải là quần áo, không phải là giày dép, không phải là spa, không phải là làm đẹp, không phải là ăn uống, không phải là chạy biển quảng cáo, không phải là taxi, không phải là sản phẩm. Các anh chị nhớ điều này không phải là sản phẩm. Yếu tố quan trọng nhất trong cái nền tảng này là cái yếu tố con người. Chúng ta cần có một cái hệ thống con người để làm việc cùng với chúng ta. Để mà làm việc được với con người chúng ta cần phải có hệ thống quy trình và hệ thống đoàn bẩy để cho cái người này họ làm việc hiệu suất cao. Đặc biệt là họ làm việc ở tại từ nhà. Thì khi họ làm việc hiệu suất cao chúng ta mới trả lương cao được. Lúc đó chúng ta mới xây dựng quân đội chúng ta phát triển được thì đấy là cái yếu tố đầu đầu tiên và và rất là quan trọng cái yếu tố thứ hai ở đây chính là cái yếu tố là thị trường vậy thì chúng ta cần phải xác xác định là trên internet là một cái nhóm người rất là đông theo thống kê thì hiện nay có tới hơn 60 triệu người dân Việt Nam đang sử dụng Facebook à, thống kê của Facebook thì hơn 60 triệu người dân như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một tập hợp rất lớn và không có ai có thể kinh doanh được tất cả các ngành kinh doanh này cả. không có ai có thể kinh doanh được hết tất cả cái tập hợp khách hàng này thì chúng ta vì vậy chúng ta cần phải tập tạo ra một cái nhóm những cái người dùng mà cùng một đặc điểm chung và cái đặc điểm chung này chính là cái đặc điểm mà chúng ta sẽ bán cái sản phẩm ở đây thế tôi lấy ví dụ như là bạn có thể xây dựng một cái tập hợp khách hàng là những cái bà mẹ thì chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm gì ạ chăm sóc bà bầu này chăm sóc sau sinh này. Đấy, chúng ta bán những cái sản phẩm là à, mẹ bé này chúng ta bán bỉm sữa này đấy, ví dụ như vậy thì đấy là một cái ví dụ mà khi chúng ta tập hợp một cái đám đông là mẹ bầu thì chúng ta sẽ kinh doanh những cái sản phẩm về bầu và trẻ em hay là ví dụ như các anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta tập hợp những người yêu thích nhà đẹp đấy, ví dụ gần đây là có một là nhà đẹp thì chúng ta sẽ kinh doanh thứ nhất là chúng ta có thể kinh doanh nhà kinh doanh bất động sản đấy cái thứ hai là chúng ta có thể kinh doanh cái lĩnh vực về nội thất thiết kế nội thất thi công nội thất ở trong nhà để ta lấy ví dụ như vậy hay là bạn tập hợp những cái người thích đua xe đạp đua thể thao xe đạp thể thao đấy thì bạn lúc đó sẽ bạn sẽ bán xe đạp vào trong cái nhóm chơi đó hay là bạn là cái người mà tập hợp những cái người mà thích chụp ảnh, yêu phong cảnh, thích đi du lịch thì bạn sẽ bán là bán máy ảnh, bạn sẽ bán là cái dịch vụ đào tạo chụp ảnh, bạn cũng có thể bán là cái sản phẩm là uh, đi du lịch tổ chức những tour du lịch và đặc biệt là tour du lịch mà có liên quan đến chụp ảnh. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta tư duy về công việc kinh doanh này, tức là chúng ta phải cái bước số 2 ấy, là chúng ta tập hợp khách hàng trước. Đấy chính là cái cách mà chúng ta làm. Thế cho nên ở đây khi mà chúng ta muốn phát triển một công việc kinh doanh ấy, thì chúng ta phải có cái tư duy là khách hàng đi trước và từ cái khách hàng ấy, thì chúng ta thông qua cái các cái cuộc hội thoại gọi là các cái cuộc hội thoại ngắn short conversation tức là những cuộc hội thoại ngắn qua những cái hỏi đáp qua những cái tin nhắn thì chúng ta xác định được là cái tập hợp khách hàng này họ có những cái vấn đề gì có những cái nhu cầu gì và từ những cái vấn đề từ những cái nhu cầu đó thì chúng ta mới đi tìm những cái sản phẩm để đáp ứng cho cái nhu cầu này và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không thể bắt đầu từ một sản phẩm được. Để bởi vì khi mà bạn bắt đầu từ một sản phẩm ấy, thì bạn sẽ bắt rất là khó khăn cho đi tìm việc, đi tìm tập khách hàng. Và khi đi tìm tập khách hàng này rồi thì bạn rất là khó trong cái việc mở rộng cái doanh cái kinh doanh của bạn. Nên là nếu hôm nay bạn vẫn có cái tư duy là tôi đang kinh doanh cái này thì tôi làm thế nào trên Internet. Thì xin thưa là tư duy đó sẽ không thành được. Nên là tất cả những câu hỏi là tôi đang kinh doanh cái này, tôi mở rộng nó trên Internet ra làm sao? Không quan trọng là bạn đang kinh doanh cái gì cái điều quan trọng là khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh lại từ đầu bạn phát triển một công việc kinh doanh lại thì bạn phải có một cái tư duy hoàn toàn khác chứ không thể bắt đầu từ cái việc là kinh doanh sơn hay kinh doanh dép giày dép ở đây cả nên là khi nào mà các anh chị muốn xây dựng một công việc kinh doanh ấy thì phải xác định là đừng hỏi là tôi bán cái này tôi bán thế nào mà hãy mới hỏi là lên internet thì tôi kiếm được bao tiền đấy đấy là câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ rằng các anh chị quan tâm chứ còn nếu mà bây giờ mà bảo là bán cái cửa kính thì được bao tiền ví dụ thế này bây giờ nếu mà có một cái công việc kinh doanh khác mà nó cho nhiều tiền hơn nó nhẹ hơn nó nhàn hơn bán cửa kính và sơn thì bạn có làm không đúng không ạ thế cho nên chúng ta sẽ phải phân biệt được ở đây là cái ngành kinh doanh tức là cái công việc kinh doanh của chúng ta chúng ta làm nghề kinh doanh hôm nay tôi chia sẻ là làm nghề kinh doanh chứ không phải là làm về cửa kính và sơn cũng không phải là về taxi không phải là về ngành quảng cáo tấm biển không chia sẻ về những cái điều này mà chúng ta làm công việc kinh doanh thế thì bản chất của công việc kinh doanh nó phải thỏa mãn ba cái tiêu chí công việc kinh doanh đầu tiên ấy đó là nó phải à, có tiền cho nên ở đây cái, cái cái công việc nó phải có tiền đấy là cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải xác định được còn tiền bao nhiêu thì tùy thuộc vào từng người và từng cái mô hình kinh doanh cũng như là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn và cái tiêu chuẩn của mỗi người cho nó phù hợp cái điều thứ hai công việc này nó phải có ý nghĩa với khách hàng và đặc biệt bây giờ trên internet chúng ta sẽ thấy rằng là công việc nó phải có ý nghĩa với khách hàng nó phải mang lại lợi ích cho khách hàng nó phải mang lại cái ý nghĩa cho khách hàng thế thì vào thời điểm này thì đây là cái yếu tố mà tôi cho rằng là rất là quan trọng Đấy, yếu tố mà có được lợi ích cho khách hàng là một trong những cái yếu tố mà đánh giá tôi đánh giá cao là và mang tính quan trọng nếu mà nó không có cái yếu tố này thì nó không được gọi là công việc kinh doanh bởi vì cái tính ý nghĩa ấy vì có tính ý nghĩa thì ừ. cái chi phí marketing của bạn trên internet nó mới giảm đấy chúng ta nó mới giảm mới được và cái yếu tố thứ ba ở đây đó là nó phải đem lại cho chúng ta cái niềm vui nó đem lại cho chúng ta cái sự tự do nó đem lại cho chúng ta cái sự thoải mái ví dụ như các anh chị thấy rằng là ngồi đằng sau internet thì bạn có thể làm việc rất vất vả có khi là làm việc cả đêm cả ngày nhưng mà có thể là bạn lại đang du ngoạn ở trên một cái con thuyền nào đấy như tôi đang phải lang thang ngoài đảo như này thì công việc kinh doanh nó vẫn phải phát triển được thì đấy là là cái, cái cái ý nghĩa của công việc kinh doanh trên internet cho nên ở đây thì bạn đừng chúng ta phải rời các anh chị đang đang kinh doanh ấy đặc biệt là những anh chị đang kinh doanh đang làm chủ doanh nghiệp ấy thì cái quan điểm của tôi là thế này đối với công việc kinh doanh của bạn nó đang 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 kinh doanh rồi thì tốt nhất là bây giờ đừng đừng chuyển đổi gì cả mà cứ để nguyên cái công việc kinh doanh ở đó và hãy xác định trong tư tưởng ấy là mình làm một công việc kinh doanh mới có thể phải hiểu thế này làm một công việc kinh doanh mới thì có thể phải hiểu là nó có thể là cái sản phẩm cũ hoặc nó có thể là sản phẩm bất kỳ đừng phụ thuộc vào sản phẩm tức là chúng ta có một tập khách hàng chứ ta không có quan tâm đến sản phẩm khách hàng của chúng ta có cái nhu cầu gì thì chúng ta kinh doanh đó ta lấy ví dụ như các anh chị thấy là trong cái thời gian vừa rồi một loạt cái học viên của tôi thì họ đã thấy rằng là cái ngành kinh doanh spa nó không phát triển được ví dụ như họ đang làm spa thì ngay lập tức họ kệ cái công việc spa đấy bởi vì, vì nhà nước bắt đóng cửa thì họ sẽ làm sang chuyển sang là kinh doanh các cái dịch vụ làm đẹp tại nhà họ bán các sản phẩm làm đẹp và cung cấp cái dịch vụ làm đẹp tại nhà đấy là một cái điều rất là quan trọng đấy rất là quan trọng cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là bạn không nên bắt đầu với cái sản phẩm và nếu bạn đang kinh doanh một cái sản phẩm cụ thể nào đó thì cứ giữ nguyên cái công việc kinh doanh đó ở không thay đổi nó làm gì cả giữ nguyên nó và làm thêm một công việc kinh doanh mới ở trên internet đến khi nào với công việc kinh doanh ở trên internet nó thành công rồi nó tạo ra cho bạn nhiều tiền rồi thì lúc đấy bạn có thể nghĩ đến cái chuyện là bỏ cái công việc kia thế thì ở đây chúng ta với ví dụ như vậy thì ví dụ như cụ thể trường hợp là kinh doanh cửa kính và sơn thì bạn cứ để nguyên cái hệ thống kinh doanh cửa kính và sơn theo cái cách cũ là gặp gỡ trực tiếp như vậy để nguyên đấy không đụng chạm gì vào để nguyên bởi vì nó vẫn đang ra tiền cho bạn và sau đó bạn sẽ phát triển một công việc kinh doanh trên internet nếu như bạn đã tìm được một tập hợp khách hàng và tập hợp khách hàng đấy vẫn muốn cái sản phẩm của bạn đang kinh doanh ví dụ như bây giờ bạn người ta vẫn muốn kính và sơn thì bạn vẫn tiếp tục phát triển cái kính và sơn nhưng mà nếu mà người ta cần cái nhu cầu sản phẩm khác ta lấy ví dụ như thiết à không chỉ kính và sơn mà họ muốn cả gạch men nữa thì bạn lại tiếp tục đưa gạch men vào trong công việc kinh doanh đấy thì rồi họ lại muốn là bạn xây nhà chẳng hạn bạn cũng có thể đưa vào cái dịch vụ xây nhà đừng có lệ thuộc vào một cái sản phẩm là kính và gạch men ở kia mà mình luôn luôn phải mở rộng ra cái lý do mà chúng ta mở rộng ra thì chúng ta sẽ có được lợi nhuận cao hơn trên một khách hàng vẫn là khách hàng đấy chúng ta cung cấp nhiều lợi ích hơn cho họ cho nên chúng ta có nhiều lợi nhuận cao hơn trên một khách hàng có lợi nhuận cao hơn trên một khách hàng chúng ta mới giảm được cái chúng ta mới thấy rằng là cái một cái đồng chi phí quảng cáo bỏ ra thì mới đem lại được nhiều hiệu quả thì lúc đó chúng ta mới có giá chi phí quảng cáo này rẻ mà chúng ta làm kinh doanh online chứ còn nếu bạn bắt đầu từ một cái sản phẩm ví dụ câu hỏi ở đây là lại là búp bê này ví dụ như câu hỏi bán bê để hỏi là em kinh doanh quần áo second hand em kinh doanh mà vốn vốn Uh, luôn hụt chẳng hạn thì cái cái việc bạn kinh doanh cái gì hôm nay là đừng hỏi. thì hôm nay chúng ta bàn về cái việc là xây dựng một cái doanh nghiệp. Chứ chúng ta không bàn về cái cái những cái người kinh doanh là kinh doanh cái sản phẩm cụ thể. hãy luôn coi rằng cái sản phẩm cụ thể đấy nó chỉ đơn giản là chỉ là một cái sản phẩm thôi, là một cái phương tiện để chúng ta đạt cái, cái mục đích kinh doanh của chúng ta thôi. chứ nó không phải là công việc kinh doanh. quần áo không phải là công việc kinh doanh, uh, giày dép không phải là công việc kinh doanh. bạn cứ luôn luôn nhớ đấy không phải là công việc kinh doanh. đấy chỉ là một cái phương tiện để chúng ta thực hiện cái công việc kinh doanh của mình đấy đấy cho nên là à, ví dụ như cái công ty à, Zappos chẳng hạn họ có khẩu hiệu là deliver happiness thì cái dây của họ chỉ là cái phương tiện để họ mang được cái hạnh phúc tới cho khách hàng họ kinh doanh là kinh doanh cái sự hài lòng kinh doanh cái sự hạnh phúc của khách hàng còn cái sản phẩm ấy thì nó chỉ đem lại cái sự hạnh phúc thôi cho nên là họ có thể bán dây sau này họ có thể bán đồ thể thao bán quần áo Cũng có thể mở rộng bất kể lúc nào nên bạn không cần nhất thiết phải quan tâm là mình thực sự đang kinh doanh cái sản phẩm gì thế thì các anh chị sẽ phải có một câu hỏi tôi là thế thì có phải có một kinh doanh cái sản phẩm gì chứ đúng là chúng ta sẽ phải kinh doanh một cái sản phẩm gì đó nhưng mà thế này ở trên internet ấy, thì cái nhu cầu của con người thay đổi rất là nhanh các anh chị luôn luôn nhớ là thứ nhất là tập hợp khách hàng nó không cố định mà nó thay đổi có thể từ tuổi tuổi trung bình thế này nó có thể giảm dần xuống cái nhu cầu mua sắm nó có thể giảm dần tuổi xuống hoặc cũng có thể là chuyển từ địa phương này qua địa phương khác cái lúa tuổi chúng ta quan họ quan tâm hoặc họ có thể cái sở thích của họ thay đổi và trên internet thì cái nhu cầu này nó biến đổi vô cùng nhanh ở ngoài thực tiễn thì có thể chậm nhưng mà trên internet thì nó rất là nhanh rất là nhiều người gọi là trend đấy tôi thì không gọi là trend nhưng mà tôi thấy rằng là họ có nhu cầu thì mình phải cung cấp sản phẩm và khi họ thay đổi nhu cầu thì mình phải thay đổi sản phẩm cho nên ở đây đừng quan tâm là anh chị đang kinh doanh cái gì bởi vì tất cả những cái tư duy mà chúng ta bị kẹt ở trong cái sản phẩm lâu nay mà chúng ta vẫn kinh doanh cái sản phẩm đó đấy. có nghĩa là chúng ta bị kẹt một là bị kẹt vốn hai là bị kẹt công nợ ba là bị kẹt về cái tư duy cho nên ở đây là một là vốn bạn đang bị kẹt ở trong kho tức là nó nằm ở giữa hàng hóa hai là bạn bị kẹt ở công nợ tức là tiền nó đang nằm ở khách hàng và ba là bị bạn bị kẹt về tư duy tức là cái đầu của bạn đang bị kẹt cho nên là hôm nay thật ra những cái câu hỏi là em kinh doanh cái sản phẩm như này sản phẩm a sản phẩm b thì lên internet thì có được không thì câu trả lời của tôi là được nhưng mà với cái lối tư duy đấy trả tìm là con đường nào tắt luôn từ đầu đấy thì vậy thì chúng ta phải nhớ lại là một là bạn phải có một cái hệ thống con người mà muốn có hệ thống con người thì phải có hệ thống quy trình kinh doanh hai là bạn phải có một tập hợp vào đám đông có cùng sở thích có cùng vấn đề và ba là bạn phải thấu hiểu cái đám đông đó và thứ tư là bạn tìm ra được những cái sản phẩm những cái dịch vụ mà để giải quyết được cái vấn đề cho đám đông đó thì đấy là bốn cái giai đoạn trong cái công việc mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình như vậy thì sản phẩm nó sẽ nằm ở phía sau và nó liên tục biến đổi các anh chị luôn nhớ là trên internet thì sản phẩm nó liên tục biến đổi nó sẽ thay đổi liên tục nên là các anh chị có thể vào những cái website chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm nào nó đang là sản phẩm xu hướng cái sản phẩm nào nó đang là cái sản phẩm bán chạy nhất thì chúng ta cũng có thể hiểu được là cái thị trường họ thay đổi ta lấy ví dụ như vừa rồi thì rõ ràng là khẩu trang rồi là nước rửa tay rồi là sát khuẩn các kiểu thì đấy là những cái sản phẩm mà thị trường người ta rất là cần cho nên là cho nên là hàng 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 rất là hàng loạt học viên của tôi là họ nhảy sang cái lĩnh vực đó họ kinh doanh họ phát triển thì thời gian đầu các anh chị thấy nó nóng hàng đến mức mà một số cái 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 người họ tăng giá bán lên thế nhưng mà sau đó thì chính phủ cũng có cái điều hành thì chúng ta sẽ thấy rằng là công việc kinh doanh nó trở lại ổn định thế thì có rất là nhiều những cái nhu cầu mới nó xuất hiện như vậy thì chúng ta là có một cái tư duy về doanh nghiệp ở đây tư duy về kinh doanh ở đây chúng ta phải đáp ứng cái nhu cầu thị trường chứ không phải là cái cái chúng ta cứ đuổi theo cái 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 sản phẩm cũ của chúng ta mà liên tục phải thay đổi cái sản phẩm cho phù hợp đối với đối tượng kinh doanh của chúng ta thì như vậy các anh chị sẽ thấy rằng là cái quý ở đây không phải là sản phẩm cái quý ở đây là khách hàng cái quý cái giá trị ở đây là cái danh sách khách hàng cái giá trị ở đây là cái dỗ danh sách cái người dùng mà chúng ta chúng ta có ảnh hưởng đến họ yêu thích chúng ta giống như hôm nay các anh chị thấy rằng là đang có tới 2.000 người hơn 2.000 người đang xem livestream cùng với Phạm Thành Long anh chị đã thấy rằng là hiếm có ai mà nói chuyện mà cứ cứ bật micro lên là có 2.000 người như thế này đúng không ạ thì cho nên là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nghe vậy đấy thấy vậy đấy nhưng mà không làm cho nên chẳng có kết quả cho nên tôi mới có câu là muốn nhưng mà lại không làm rất là nhiều người muốn nhưng không làm thì chẳng bao giờ có kết quả trong cuộc đời này hết thế thì à, nếu các anh chị thực sự muốn nhận được cái kết quả trong cuộc sống này thì bất kể một điều gì đều phải làm hết và anh chị sẽ hiểu rằng là lúc đầu tiên mình làm ấy thì không phải lúc nào mình cũng làm được kết quả ngay thông thường thì những cái lần đầu tiên mình làm thì kết quả nó là âm tức là mình bỏ công bỏ sức ra mình làm nhưng mà lại không đạt được kết quả đấy thì đấy cũng là cái điều mà trong cuộc sống này các anh chị sẽ thấy là à, không phải mọi người đều có thể có kết quả được đấy không phải mọi người đều có kết quả. Thế cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là muốn làm muốn có được kết quả thì phải làm. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, bao giờ cũng vậy. Nên là cái chị muốn là phải làm. Muốn là phải làm. Đấy, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo